Tiếp tục lên đường các bác ơi. Nay bên cửa hàng nhà em lên đường cho một bác khách. Cho hai bác khách. Một bác khách đặt bốn cái cặp loa bát 40 Neo Hiwell này các bác này. Con này Neo Hiwell các bác nhá, hàng chính hãng côn 76. Đấy, hàng chính hãng nguyên đài nguyên kiện con này. Đặt phát 4 đôi luôn về làm sự kiện các bác nhá. Đây là cái hộp chính hãng của nó các bác này. Hiwell này. Đấy, con này thì có cái mô đen là 10 gì đây? 15LDF75M1 nhá. Đấy. Con này thì bên em bán mấy năm nay rồi. Cái con củ Hiwell này tiếng rất sáng luôn nhá. Đánh rất bền luôn các bác. Các bác mà chơi đám cưới cả sân vườn cả show sự kiện lắp array thì thôi rồi luôn nhá. Cọc đây, dây điện bọc từ ngoài vào trong, cọc chạm đồng này. Lưu ý cho là em chỉ bán hàng chính hãng thôi nhá. Con này côn 76. Hình dạng loa nó sẽ như thế này. Đây cái củ chính hãng của Hiwell xương nhôm này rất là chất luôn. Đấy, từ neo đây. 2 4 6 8 cái lỗ. Tỏa khí này. Nói chung dòng này em giới thiệu quá nhiều rồi. Gân gãy vừa gân vải 3 cân. Đấy, màng rất là sâu luôn các bác nhá. Cứ yên tâm mà xài dòng này cho em. Đấy. Một bác khách bên này thì đặt em một cặp bát 40 neo bi. Neo bi 40 của Silly các bác nhá. Đây là cái mã này. Con này côn 76, neo bi big 7M. Xương nhôm. Cái bản neo bi này cũng rất chất lượng này, rất hay, tiếng sáng hay, rất hay, ca rất nhẹ nhá. Côn 76. Con này màng tím các nhá, nón đen, gân vải 3 gân. Đấy. Đây là hai cái dòng bát neo em bán thường xuyên và bán rất chạy. Nên các bác có nhu cầu đặt hàng liên hệ em nhá. Dòng này em dựng loa rất là nhiều này. Anh em thợ lấy số lượng giá siêu rẻ luôn, cứ điện cho em về nhá. Hai số điện thoại nhà em này. Điện trực tiếp cho em các bác nhá. Thôi em xin dừng video nhá.